dễ dàng hủy diệt đội bóng cũ của Ole Gunnar Solskjaer. Các pháo thủ đã chính thức đoạt vé vào vòng knockout Europa League mùa này với tư cách đầu bảng B. Tất nhiên, việc Arsenal đánh bại môn D là điều không có bất ngờ. Nhưng bóng đá 24h.vn và trên đường pitch vẫn có nhiều điều muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong chuyên mục tường thuật và điểm nhấn sau trận đấu ngày hôm nay. Hãy cùng bắt đầu nhé! Giống như các trận đấu trước ở vòng bảng Europa League mùa giải năm nay, huấn luyện viên Mikel Arteta đã cất nhiều trụ cột quan trọng ở màn tái đấu với Monde. Mặc dù vậy, với những gương mặt nổi trội như Nicolas Pepe, Joe Willock, Rhys Nelson, Alexandre Lacazette hay là Eddie Nketiah, có thể thấy hàng công của pháo thủ vẫn được đánh giá rất cao trước đội bóng của Na Uy. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra đôi chút khi Monde mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Với quyết tâm giành 3 điểm, đội chủ nhà không ngần ngại để cao đội hình chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Phút 15, Monde đã có cơ hội không thể tốt hơn để mở tỷ số, nhưng tiền vệ Sharif Sinan lại dứt điểm khá tệ khi đối mặt với khung thành rộng mở của Arsenal. Thay vì đệm bóng vào lưới trống, anh lại dứt điểm đưa bóng tới vị trí của thủ thành Ronaldson. Ở mặt trận tấn công, Arsenal có khá nhiều khoảng trống để thể hiện lối chơi tốc độ, nhưng sự thiếu chính xác trong các pha phối hợp đã khiến cho pháo thủ không tạo ra những cơ hội rõ rệt để mở tỷ số. Do đó, 45 phút đầu tiên trên sân Akers đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ giải lao, may mắn đã đứng về phía Monde khi cú đặt lòng hiểm hóc bên ngoài vòng cấm của Nicolas Pepe lại đưa bóng trúng xà ngang ở phút 49. Tuy nhiên, cầu thủ người bờ biển Nga cũng không quá nhiều tiếc nuối với pha bỏ lỡ này bởi chỉ một phút sau đó, với một cú đặt lòng khác trong vòng cấm, anh đã xé lưới Monde đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, pháo thủ đã ghi bàn thắng thứ hai chỉ sau đó vài phút. Từ cú cao ngang của Joe Willock bên cánh phải, Rhys Nelson đã ập vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho pháo thủ. Sau đó, huấn luyện viên Mikel Arteta lần lượt tung Ceballos, Smith Rowe, Tierney và Balogun vào sân. Phút 72, Alexander Lacazette tung ra cú sút rất hiểm hóc ở mép ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành Linder đã xuất phát bay người cứu thua. Cuối cùng, mọi nỗ lực cũng giúp cho Arsenal có được bàn thắng thứ 3 ở phút 83. Nhận đường chuyền của Smith Rowe, Florin Balogun đã xoay người dứt điểm hạ gục thủ môn Linder, ấn định chiến thắng 3-0 cho pháo thủ. Vâng, kết quả này giúp cho Arsenal đi tiếp vào vòng knockout như đã nói từ đầu chuyên mục. Bây giờ bóng đá 24h.vn và trên đường pitch sẽ gửi tới quý vị những điểm nhấn quan trọng về đội bóng phía Bắc London sau trận đấu. Arsenal vẫn có sự tích cực dưới thời Arteta. Quả thực, nhiều cổ động viên pháo thủ không còn giữ được sự bình tĩnh với đội bóng thân yêu sau khi nhìn vào những màn trình diễn đáng quên ở Premier League. Nhưng nhìn chung thì với một đội hình thiếu hụt chất lượng như hiện nay, có lẽ Mikel Arteta đã làm hết sức. Tất nhiên vị trí nửa sau bảng xếp hạng ở giải quốc nội không khiến người ta hài lòng. Tuy vậy thì sân chơi Europa League đang giúp Arsenal hứng khởi hơn để quay lại về quê nhà. Họ là đội bóng Anh duy nhất tại giải toàn thắng cả 4 trận đầu tiên và giành vé vào vòng loại trực tiếp 1/16 đội với tư cách nhất bảng, nghĩa là hai trận cuối chỉ mang tính thủ tục và Arteta có thể đưa đội trẻ vào sân nhằm giúp các trụ cột nghỉ ngơi hoàn toàn. Đánh giá một cách tổng quan, mùa giải 2020-2021 của đội bóng phía Bắc London cho đến nay không quá tệ hại. Họ vẫn có mặt ở League Cup và chơi tốt ở Europa League. Bây giờ chỉ hy vọng thành tích ở Premier League được cải thiện thì bầu không khí u ám tại Emirates sẽ tự động tan biến. Pepe và hai bộ mặt trái ngược. Ai cũng biết Pepe tệ hại và thảm họa ra sao ở Premier League. Anh vừa phải nhận thẻ đỏ quá vô duyên ở trận hòa Leeds United và lầm lũi bước ra khỏi sân như một đứa trẻ ngây thơ. Tuy nhiên, ở Europa League lại là một Pepe vô cùng nguy hiểm. Cầu thủ này mới thi đấu 332 phút trong tổng cộng 4 trận nhưng đã tham gia trực tiếp vào 5 bàn, 3 pha lập công cùng 2 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công. Thậm chí WhoScore còn đánh giá ngôi sao bờ biển Nga ở mức 8,62 điểm, con số cao nhất tại giải hạng 2 của châu Âu mùa này. Rõ ràng, chúng ta có thể thấy rằng Pepe đang thích ứng được với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt và đầy cám dỗ, trong khi Europa League có một phần giống Ligue 1. Về mặt trình độ chung, Arsenal từng phải chấp nhận trả cho Lille hơn 70 triệu bảng để có được chữ ký của Pepe, thế nên dù muốn hay không thì họ vẫn phải đào tạo Anh trong tương lai, đơn giản là vì đội bóng này không sở hữu tiềm lực tài chính như Chelsea. Để có thể dễ dàng vứt bỏ Kepa Arrizabalaga để trọng dụng Edouard Mendy. Dù vậy, để khẳng định Pepe sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu thì thật chủ quan và có lẽ cần thời gian để trả lời chính xác cho sự nghi vấn của giới mộ điệu. Bước chạy đà cho cuộc đụng độ Wolverhampton. Cuối tuần này, Arsenal sẽ đụng độ một đại diện khó chịu là Wolverhampton của Nuno Espirito Santo và chiến thắng dạng sáng nay giống như bước chạy đà hoàn hảo cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Ở lần gặp nhau gần nhất, Arsenal đã hạ gục Bầy Cáo với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách với các bàn thắng của Bukayo Saka và Alexander Lacazette. Nhưng lần này thì mọi thứ sẽ không dễ dàng chút nào. Nếu biết rằng Wolverhampton chỉ thua một trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và đứng trên chính Arsenal cũng như Manchester United trên bảng xếp hạng sau vòng 9.
Người ta sẽ trông chờ xem liệu Arsenal có thể chấm dứt chuỗi vài trăm phút không thể ghi bàn từ một tình huống mở hay không. Thậm chí tính từ năm 2000, chưa bao giờ Arsenal ghi bàn ít như thế này sau 9 trận đầu tiên ở Premier League. Số bàn thắng của Arsenal ở Premier League hiện chỉ cao hơn 5 đội. 4 trong số đó là các đội chót bảng, đó là Fulham, West Brom, Burnley, Sheffield United và đội còn lại là Wolverhampton. Trong khi đó, số lần dứt điểm bình quân của Arsenal 9,1 lần một trận chỉ cao hơn 4 đội khác là West Brom, Crystal Palace, Sheffield và Newcastle. Như vậy, Arsenal tấn công cũng rất kém chứ chẳng phải tấn công tốt nhưng không ghi bàn. Do đó, chiến thắng trước Monday ở Europa League sẽ giúp tinh thần của đội bóng phía Bắc London tốt hơn, qua đó bước vào cuộc đụng độ Wolverhampton một cách hứng khởi hơn. Nếu có 3 điểm, họ sẽ tạm trở lại, nhưng nếu thua thì chắc chắn Arteta đã giữ được ghế vì lúc đó Arsenal sẽ tụt rất sâu xuống phía dưới bảng xếp hạng mùa này.